Chào các bạn, mình đang quay một video ngắn ở bên nhà vườn Đạt Nhung điểm bán cây giống chất lượng. Bên mình hôm nay có một lô mộc rất là đẹp. Lô này chỉ có 100 cây thôi. Cây cao khoảng được cả bầu là được 1 mét đấy. Đây, cây rất là cao và đẹp luôn. Gốc to. Gốc to bằng các ngón tay của chúng ta ấy. Đường kính gốc khoảng đạt từ 0,8 đến 1 cm. Có cây thì thoát thân lên tầm 10 phân, 15 phân, 20 phân. Nói chung là xếp của nó thì xếp vào là hàng mộc bụi, tán sum xuê. Rất là nhiều người thích mộc thoát thân vì nó có một cái vẻ đẹp riêng như kiểu chân dài ấy. Nhưng mà các bạn biết không, trồng mộc người ta sẽ thích trồng mộc bụi nữa, bởi vì là mộc bụi là cành tán nhiều, sum xuê, xanh tốt thì nó sẽ nhiều hoa hơn và thơm ngát hơn. Ở cây mộc ấy, đây là mình trồng nên mình chăm sóc nó theo quy trình nên nó rất là đẹp. Chứ các bạn trồng ở nhà thì nhiều khi lá nó cũng không được dày dặn và xanh tốt, nó tùm như là mộc ta của mình như này đâu. Nên là người ta thích cây có nhiều cành tán để lúc nào trên cây nhìn nó cũng khỏe mạnh, phát mạnh về sức cây hơn ấy. Đó, nhà vườn Đạt Nhung có một lô mộc đẹp như thế này. Ai mà yêu mộc hương ta thơm ngát, hoa ngà ngà vàng nhá, thì liên hệ trực tiếp cho bên mình. Mình có lô mộc như thế này, mình quay video cho các bạn xem trực tiếp để các bạn đặt hàng. Cây đang lên lộc đẹp lắm. Nhưng mà cái lộc này về non thì các bạn cũng ngắt nó đi cũng được, bởi vì là hàng mới đánh nên nó sẽ bị trột đấy. Đây, cây được bó bầu cẩn thận rồi, tỷ lệ sống là 100%, bên mình bảo hành nhá. Các bạn muốn lấy hàng thì liên hệ sớm kẻo hết, vì lô này cũng có hơn 100 cây thôi ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Địa chỉ là ở khu 31 hecta phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn lấy hàng thì có thể đến trực tiếp. Bên mình ngày nào cũng đóng hàng gửi đi cho khách. Các bạn ở xa không đến được thì bên mình sẽ gửi hàng đi cho các bạn. Tiện thì mình cũng quay, đây là lô hồng xiêm của bên mình. Hồng xiêm này cũng cao hơn cây mộc. Hồng xiêm thì mình là cây ghép, thì mình ghép thẳng từ dưới lên nên là thân nó sẽ thẳng. Loại này thì chuẩn bị có hoa quả rồi, tuy nhiên nó còn bé không nên để hoa quả. Hồng xiêm này bên mình bán giá rất là rẻ nha, có 40.000 một cây thôi ạ. Nên các bạn lấy thì liên hệ sớm. 40.000 một cây khi khách hàng lấy số lượng từ khoảng 50 cây trở lên. Đây là hoa của nó này. Bé cao, cây này cao tầm khoảng đến ngực mình thì nó cũng rơi vào tầm hơn 1 mét đến 1 mét 2. Và có cây đã bó hoa quả rồi nhá. Như cái hoa quả này ở cấp độ cây bé này mình không khuyến khích khách hàng để đâu ạ, bởi vì để này nó sẽ yếu cây của chúng ta đấy. Cây trong bầu nhá, không phải là cây đánh đất nên là về trồng nó sẽ không bị trột đâu ạ. Đây mình quay riêng cho các bạn xem, vì là cây trong bầu chứ không phải là cây hàng đánh đất nên nha mọi người.